Câu nào cô? Câu rõ. Câu số 33. Dạ. Câu số 33 là mình lấy 56 nhân cho 100. 560 nhân cho 56 nhân cho 100. 56 nhân 100 luôn đó hả? Ghê vậy. Nhân mấy thôi? Nhân cho Nhân mấy? Nhân 10 thôi chứ sao 10. nhân tới 100 đúng không? Nha. 56 nhân 10 bằng 560, đúng chưa? Còn nó con mà Dạ. nhân tới 100 nó ra tới 5.600 mất rồi. Yes, ok, tiếp nào. Dạ mình tách ra là bằng 7 nhân 8 Ok. nhân And 5 nhân 5 5 5 nhân 2 ok. Tiếp nào. 7 không tách được. Ừ, 8 là biết. 4 nhân 4. Ghê vậy, 4 x 4 luôn hả? 4 nhân 2. Nhân Yes, 4 x 2. Cô có thể viết luôn là 2 x 2 x 2 được không? được Thay vì cô cô. viết, à đúng rồi, đã cô viết vậy luôn đi. Rồi, sao nữa? Nhân Sau tiếp đó là cho. năm nhân Yes. tiếp cho hai. Ok, right. Và cuối cùng viết thành số mẫu sẽ là Hai hai bảy bảy hai hai hai. cái gì không, không bây giờ viết thành số mẫu, bây giờ con vừa mới làm xong là phân tích thành thừa số nguyên tố là đúng rồi đó, bây giờ viết thành số mẫu. À, số mũ à? Sao nhỉ? Ok, người khác giúp nào, người khác giúp coi, giúp nào. Giúp, giúp, giúp. Hải Đăng giúp bạn, Hải Đăng ơi. Dạ thưa cô là 7 nhân 2 nhân 2 nhân 2 là bằng 7 nhân cho 8. Trời ơi, Còn cô 7 đang nhân no, vậy là vẫn chưa hiểu đúng không? Nào Hà Phương giúp nào. Hà Phương, ok. dạ thưa cô là kết quả là 7 nhân 5 xong rồi 2 mũ 4. Nhân 2 mũ 4. Yes. Rồi cảm ơn Hà Phương. Rồi các bạn ơi, chú ý cô nhắc lại lần nữa nha. Ở đây là cái quá trình mình phân tích thừa số nguyên tố là tới đây. Ghi nào. Sau khi phân tích thành thừa số nguyên tố, mình sẽ dùng số mũ đó để mình viết lại. Thì ở đây mình thấy này, 2, 2, 2, 2, 4 chữ số 2 thì mình viết thành 2 mũ 4. Right. Và còn 7, còn 5 thì mình viết lại. Được chưa? Đây là đáp án của câu 33. Được chưa cả lớp? Được chưa nào? Rồi nhá, cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ câu 35. Câu 35. Cô mời. Câu 35. Mời bạn... Mời bạn Tuấn ăn nào. Câu 35 viết lại thành gì đây? Yeah, 7 square viết lại thành. Rồi, bạn mình quên mất rồi. Linh ơi, giúp cô nào. Alo bạn Linh ơi. Rồi, 7 square đó là chữ. Vậy nếu mình viết thành số, số mẫu thì sẽ viết thành bao nhiêu vậy? Bảy
Rồi, square này là gì ha? Square này là gì biết không? Bảy hình vuông ạ. À, bảy hình vuông. Ok, cái từ square Nhân này bạn trong bạn hiểu tử. nó là hình vuông ấy. Nhưng mà khi nó xuất hiện cái R này, ED, RD, ED này đằng sau này thì nó lại không còn là cái hình vuông nữa ha. Mà nó trong cái câu này nó chính là bảy mũ hai. Sorry. Nha, bảy Sorry. bảy mũ hai tức là bảy bình phương. Nha, bảy bình phương người ta sẽ gọi là square. Thay vì người ta nói bảy mũ hai thì người ta sẽ nói là seven square. Được chưa? Rồi tiếp tục nào. Ừ, cái này bữa trước cô có dạy rất kỹ rồi nên là bạn nào mà bữa trước có học thì sẽ nhớ, sẽ biết. Đúng không? Còn các bạn nào mà không tập trung lắm thì maybe là cũng sẽ quên luôn. À, rồi bạn Minh Đức nào? Minh Đức biết câu này không nè? Thì cô là cái này là một là một Biết con thành kẻ mấy, bằng biết thành số ở mũ là bao nhiêu, lũy thừa một bao nhiêu đó, cái gì cô chưa nghe rõ lắm. thì cô là con cái con Rubik cô. Nó không phải con Rubik, cục Rubik gì đây trơn á, không phải đôi Ngọc Ánh nào giúp cô. Một khối Ngọc Ánh nào, Lập phương mũ ba đó. dạ là 8 mũ 3. tám mũ và nãy bạn nói cái khối Rubik ở đây nó đúng là nó có liên quan đến lập phương được là, nhưng mà mình ở đây cô đang muốn nhắc với các bạn ở đây tức là mũ 3 đấy. À, mũ 3 thì ở đây nó gọi là cube là lập phương, thì các bạn cũng nhớ này, ba bình à, xin cái này gọi là bình phương ha, mũ 2 lập phương thì nó sẽ là mũ 3 ha. Vì đây khi nó nói 8 cube là 8 mũ 3 ha. Rồi câu 37 rồi. Nãy bạn là Nhật An xin trả Bảo An xin trả lời rồi, Bảo An trả lời câu 37 đi. Vâng, còn 4 to the fifth power nghĩa là 4 mũ 5 ạ. 4 mũ 5. Rồi, chính xác ha. Ở đây khi nó diễn đạt là 4 to the fifth power thì bạn chú Kết ý ha. quả của Ở nó đây là bằng chính là mũ 5. 1024 cô. Oh Đáp yeah, của 4 sorry. Hồi nãy cô chưa cho các bạn tính giá trị. Đúng rồi. Cảm ơn. Con đọc lại kết quả cho cô là 1.000 bao nhiêu? 1024 ạ. Ừ, rồi, các bạn tính giá trị nữa nhé. Hồi nãy ở đây đề bài có yêu cầu tính giá trị này, mà cô quên hỏi các bạn này. Ở đây 7 bình thì giá trị là nhiêu? 49 đúng không? 7 nhân 7 49. Rồi ở đây 8 mũ 3 thì nhiêu vậy các bạn? 8 mũ 3 là 8 nhân 8 nhân 8 nhá, chứ không phải là 8 cộng 8 nhá. Nào ai cho cô cái giá trị của 8 mũ 3 cái nào? 8 mũ 3 giá trị là nhiêu? Bạn 512 ạ. bạn vô vô 512. Con Cô tính từ mẫu đã ảnh của tính ra là 488. con ra Đúng rồi, bốn sẽ trăm tám tám 488. đấy. Bảo Ừ, An có con kết ra quả 8. khác rồi. Con ra 512 nào. Con ra Ok, để 512. cho những bạn khác có kết quả Ấy cô giùm cô ơi, vậy. con chưa ra. Yes, bây giờ các bạn tính giùm À, cô đi, 8 mũ sai cô. 3. Con 522. Ok. Thứ cô là 512 à? 512, 512. Rồi, Anh chị bị ok, sai cảm ơn các rồi. bạn. Rồi, không sao. Cái chuyện mình tính toán nó sai nó là bình thường. Nhưng mà đó cũng là kinh nghiệm để các bạn phải cố gắng tính cho cẩn thận hơn. Cô Nhá. tính ra 552, à 500. 512. Bây giờ chốt lại là 512 hay 522? 512. Ok, 5. 512. Ok, 512 ha. Cảm ơn các bạn. Rồi, tiếp tục. Thôi, nghỉ giải lao chút đi rồi quay trở lại nhá. Nghỉ giải lao 5 phút các bạn.
Khi nào vô học cô kêu nha cô. Ok, come back nha các bạn ơi. Các bạn quay trở lại giùm cô hở nha. Rồi, không quay trở lại được cô. Con đã quay trở lại. Ok, chúng ta chỉ còn một số cái bài tập nữa thôi. Sửa cho xong là ta sẽ bài mới. Yes. Rồi, một lần nữa nhắc nhở.
Mở camera lên cho cô Thảo nha. Mở camera. Đây tôi mở camera tôi say hi chút nè. Hello. Ôi cô, camera của con không bật được cô. Ok, rồi cô biết rồi. Bạn nào bảo camera không bật được thì cố gắng các bạn làm. Không biết làm cách nào ha. Camera hư hả? Mùa dịch như thế này thì cũng khó khăn ha. Cũng không có sửa được đúng không? Ok. Chấp nhận. Nhưng mà cố gắng làm sao đó, thí dụ mình có thể đổi cái phương tiện mình học, thí dụ đổi qua iPad đồ đó. Rồi ok các bạn ơi, ai đã vô rồi, ready rồi, giơ tay cái coi, ai ready rồi giơ tay. Rồi bạn Trần Minh Khang đúng không, hồi nãy giờ là như là đổi cái nick Mr. Zero là bạn Trần Minh Khang á đúng không? Yes. Rồi nãy giờ chạy tùm lum la ông đổi tên tùm lum la, như nãy giờ thấy đổi mấy lần. Rồi bây giờ bài tập tiếp theo các bạn nhé. Câu 36. Ai xung phong làm cho cô câu này không? Ai xung phong làm cho cô này không? Một người. Câu này không khó đúng không? Không khó. Không khó bằng cái câu lúc nãy đâu. Các bạn ơi, cố gắng làm bài tập về nhà nha. Cố gắng làm bài tập về nhà. Vì các bạn có xem bài trước á, thì các bạn sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, thì các bạn sẽ làm được. Chứ nó cũng không khó. Đấy. Và mình vừa có, khi mình làm bài tập về nhà á, mình sẽ, đối với những cái từ mà mình không biết trong tiếng Anh, thì mình sẽ lại có thêm một cái cơ hội nữa để mình học tiếng Anh. Đúng không? Đấy, vậy nên là cố gắng làm bài tập về nhà đi. Rồi, có hai bạn giơ tay. Mở camera đi nào các bạn ơi. Còn nhiều bạn thấy chưa mở lắm nha. Còn bốn bạn, năm bạn chưa mở camera nha. Rồi, ok, cô mời Jojo đi. Jojo. Dạ. Rồi vô vô giúp bạn, giúp cả lớp dịch sơ cái đề bài đi. Dịch sơ cái đề bài. Dạ cô Lô Caputo. Cái gì ta? Vườn cô Lô Caputo có 6 đường. Dạ, sáu Mỗi hàng hả? đường trồng 6 loại cây. Có bao nhiêu loại cây? Cô Locabuto ở có trong có trong vườn của cô đó ấy, và đi ra lý thường và Yes. tìm ra tổng hay tìm ra kết quả. Rồi. Rồi con làm Dạ đi, con làm như thế sáu nào? mũ sáu và số lượng là ba mươi sáu. 6 mũ 6 hả? Không phải, 6 mũ 2. Kết quả là 36. Chắc chưa? Dạ rồi. Rồi ok. Rồi bạn nào, sau khi bạn mình làm nè, và sau khi cô đã vẽ cái hình ra cho các bạn, bạn mình đã giúp mình dịch cái tựa bài, bạn nào cảm thấy rằng là bạn mình đã làm đúng rồi, mình đồng ý với cái câu trả lời của bạn á, giơ tay. Bạn nào cảm thấy là bạn mình làm đúng rồi nè, giơ tay. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là
cô vẽ hình ở đây ha. Thì bây giờ cái vườn của cái ông này, của cái bà này là nó có 6 cái hàng. Đấy, cô vẽ 6 hàng cho các bạn ấy. Thấy nào? Và người ta nói là gì? Bây giờ cứ mỗi hàng như vậy thì nó có 6 6 cái cây rau. Đấy, cô vẽ ở đây giả sử là cái cây rau á, đấy, 6 cái cây rau. Thì người ta mới hỏi là vậy thì total là có bao nhiêu cây ở trong vườn? Tổng cộng là bao nhiêu cây? Đó, bao nhiêu cây vậy thôi. Bao nhiêu cái cây? Thì thay bây giờ mình lấy mình ngồi mình đếm cũng được, 6 cộng 6 cộng 6 cộng 6 cộng 6 cộng 6. Đúng không? Bây giờ mình không lấy 6 cộng 6 mình lấy 6 nhân 6. Được chưa nào? Vậy thì mình sẽ ra total là 36 cây. Đó, rồi sau khi mà mình ra cái bước này, mình mới tới cái bước thứ hai. Đó là cái bước sử dụng số mũ. À, vậy thì 6 nhân 6 thì mình sẽ viết thành 6 mũ 2. Được chưa? Và cái kết quả thì nó cũng sẽ ra là 36 thôi. Đúng chưa các bạn? À, nhớ nhá. Vậy thì ở đây mình tính bình thường là 6 nhân 6 bằng 36 trước, sau đó mình sử dụng dưới dạng exponent. Ok, rồi tiếp tục. Câu này. Cái này mà bạn nào mà không làm bài ở nhà là sửa bài lâu lắm nè. Rồi bây giờ câu 15. Không có nhiều thời gian nên nếu các bạn không làm bài ở nhà thì lên đây các bạn ngồi tính, cô không có chờ được các bạn ơi, cô không chờ được nha, nên làm nhanh cho cô câu 15 nào. Ai xung phong câu 15 nào? Rồi Nhật Minh. Dạ. Con lấy đầu tiên con lấy 10 trừ 3 trước tại vì nó nằm trong ngoặc 10 trừ 3. Yes. Còn sau đó con lấy 63 chia 7 được 9. Còn sau đó con lấy 9 nhân 3 được 27. Rồi, ok. Chính xác, đúng không? Tiếp nào, câu 18. Câu 18 ai làm cho cô coi? Câu 18 nào, ai xung phong? Rồi, ý nhì. Vậy là con lấy 2 cộng 14. Bằng. Vậy là 2 cộng 14 là bằng 16. Tiếp. Lấy 55 chia cho 11. Bằng. Vậy là bằng 5. Ok, rồi, cộng 7 viết lại. Tiếp tục. Là 7 nhân cho 16. Yes, bằng. Một trăm mười bốn 112. à một trăm Yeah, mười ba đúng rồi. Rồi lấy 5 cộng 112. À, ok. Rồi, thank you. Tiếp. Câu tiếp theo nào. Câu 20 nào. 20, 20, 20. What's wrong? Ok, câu 20. Ai giúp cô câu 20 nào? Nhanh nha các bạn, tính toán các bạn phải làm nhanh. Rồi Hà, Hà Phương, ok, Hà Phương. Dạ thưa cô là con đổi 6 6 mũ 2 là bằng 36. 36 chia 4 là bằng 9. Rồi. Bằng 9. Xong rồi 26 cộng 9 là bằng 35. Ok, rồi, cảm ơn Hà Phương. Câu cuối cùng 22 nào. Câu 22 nào. Câu 22, 22, ai làm giơ tay, please. Người khác coi. Ok, Ngọc Ánh. Dạ, tính 3 mũ 2 trước ạ. À, bằng Bằng. 9. Ok. 22 chia 2 bằng 11 ạ. À, Yes. nhân 9 bằng 99. Ok. Thank guys. Tiếp tục nhé. Bài toán độ. Cô biết là đối với những cái bài mà xuất hiện chữ nhiều này là các bạn ngán. Đúng không? Bởi vậy nên đó chính là lý do mà các bạn cần phải xem trước bài ở nhà để các bạn đọc hiểu. Các bạn sẽ tìm được chứ nó không hề khó. Ok rồi mời, ai không có này nào mời. Một người hai người. Cô muốn nhân vật khác nào, cô muốn những người khác.
Rồi Hà Phương giúp cô này đi. Dạ, thưa cô là người ta nói là admission đến một cái bảo tàng là 6 đô cho người lớn và 3 đô cho trẻ con. Viết cái expression là gì ạ cô? Cái phương trình ha. Với cái phương trình để tìm cái tổng ba người lớn, ba vé người lớn và bốn vé trẻ con, sau đó tìm kết quả Ok, tiền rồi tổng. con. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ con cho cô cái phương trình đi. Phương trình mình sẽ viết là gì? Để coi là mình ghi là 6 x 3 với 3 x 4. Để con đọc theo cô viết vậy á. Rồi vậy thôi hả? Vậy là ra phương trình rồi, chưa chưa ra phương trình. Sao nữa? Tắt nó ra rồi. Tắt nó ra là sao? Phương trình là được biểu diễn bằng những con số và những phép tính. Vậy thì ở đây cái phương trình mà mình cần phải viết để tìm tổng số tiền. À, để tìm tổng số tiền. Vậy thì nếu bạn chỉ viết 6 nhân 3 và 3 nhân 4 là bạn mới tìm số tiền của người lớn và số tiền của vé con nít, đúng không? Bây giờ làm sao để ra total cost thì các bạn sẽ phải làm phép tính gì nữa? Dạ, chính xác. Đây, đây mới chính là phương trình mà bạn cần viết. Được chưa nào? Đó, vậy là cái phương trình cho mình hiểu rằng là gì? 6, 3 vé người lớn cộng với 4 vé trẻ em và tìm tổng của hai cái đó, đúng không? Đó, đây chính là cái phương trình. Nhá, cái phương trình. Và sau khi mình viết được phương trình rồi thì cái việc mình tính giá trị nó easy chưa? Ok, tính giá trị giùm cô nào. Tính giá trị giùm cô các bạn ơi. Bạn 18 cộng 12. Ok rồi, bạn làm luôn ha. Bằng 30 cộng. rồi, cảm ơn bạn. Vậy là total là 30 đô. Để cho các bạn. Cái quan trọng cô nhắc lại nha các bạn, đó là các bạn đọc được cái đề, các bạn hiểu và các bạn viết được cái phương trình như thế này. Nha, phương trình là bao gồm những cái số ha và những cái phép tính. Giống như từ nãy giờ các bạn tính giá trị. Đó, thì là các bạn đang viết phương trình thì nó cũng như vậy. Ha, và mình hiểu được cái đề bài thì mình sẽ viết được cái phương trình thôi. À, total cost tức là phép cộng. Cộng cái gì? Cộng cái tổng số vé người lớn và tổng số vé của con nít. Ok chưa? Rồi, sửa bài nha. Tiếp tục. Rồi bài này. Bài này thì sao? Ai xung phong bài này không? Ai xung phong bài này? Tương tự như như cái bài lúc nãy, tức là bạn đọc cái đề, bạn hiểu, sau đó bạn viết thành phương trình. Đó, viết thành phương trình là bao nhiêu nhân bao nhiêu, cộng bao nhiêu hay là cái gì cộng cái gì nhân, cái gì chia, cái gì. Đó. Ok. Rồi, bạn Minh nào. Bà Alice làm sô-cô-la và đang làm sô-cô-la gì hết không có phải là che gì che giống Đó, phủ phủ cái gì lên đó. Tức là cái bánh sô cô la có phủ một cái lớp gì lên trên đó các bạn. Ha, rồi. Tiếp. Mình hiểu sơ sơ như vậy là ok rồi. special là chất gì ạ? À, rồi tiếp đi. Tiếp đi con. For 15 friend cho 15 bạn của cô ấy đã phủ ba tá một chất gì đó. Nó dạng kiểu như là nó là bánh quy Cacao. và bánh bánh quy ha, cái pretzel đó là người ta gọi là bánh quy ha, mà cái bánh mà nó xoắn xoắn. Rồi Nếu cô ấy muốn mỗi bạn
lấy được chính xác ba cái bánh quy gì đó và không có bánh quy còn lại. Không có cái bánh nào dư. Đấy khá là vậy đúng không? Yes. Question expression. Viết một phép tính viết một expression phương trình nhỉ. Đúng rồi, phương trình. Để tìm có bao nhiêu cái bánh xịt sức con người và cô ấy nên phủ và tìm số đó. Rồi, làm sao? Và đầu tiên là ba tám phân số exactly ba phân số and đầu tiên là một tám là thành 12 và ba tám sẽ thành 36 cái bánh quy. Rồi tiếp theo là người muốn mỗi người rồi sau đó là ba sáu bảy mười lăm hai nhân mười thì ba được 36 gì nhỉ 15 nhân sau đó lấy 15 nhân 36 15 bạn nhân 36 cái bánh quy đúng không nhỉ 15 quên cho bạn OK, các bạn hiểu lại cái đề bài nha. Alexis đang làm những cái bánh quy mà được phủ sô cô la cho 15 người bạn, được chưa? Những cái bánh quy có phủ sô cô la và cô ấy đã bao phủ là ba tá bánh quy. 3 tá là 36 đấy, 12 nhân 3 cô có biết đấy. Và bây giờ nếu như cô ta muốn mỗi người bạn nhận được chính xác là 3 cái bánh quy và không còn cái nào dư. Vậy thì phương trình sẽ là gì? 15 người bạn và mỗi bạn nhận chính xác là 3 cái bánh quy. Vậy thì phương trình để thể hiện cái số bánh quy mà cô ấy sẽ phải phủ sô cô la. How many more? Sẽ phải phủ nhiều hơn là bao nhiêu nữa? Rồi, 15 bạn mà mỗi bạn là sẽ nhận được 3 cái bánh và không còn cái nào dư. Đó, suy nghĩ đi nào. Mỗi mẹ nhận được 3 cái bánh. Đúng không? Mỗi bạn nhận được 3 cái bánh, vậy 15 bạn là bao nhiêu cái bánh? Đây là mình phải làm một cái phép nhân này. Đó, rồi sao nữa bạn Nhật Minh? Bạn Nhật Minh tiếp tục đi. 12 nhân 3 cộng 12 nhân một cái đâu nhỉ? 3 cộng hả? Phải cộng không? Chú ý câu hỏi là how many more? Tức là bạn, cô ấy sẽ phải làm thêm bao nhiêu thêm? More á, thêm. Yeah. Rồi. Rồi cả lớp để tránh mất thời gian nha. Để tránh mất thời gian, cô giúp các bạn nè. Các bạn hiểu vấn đề rồi. Và các bạn xây dựng nó như sau. Đây, chính là phương trình.
Tại sao có phương trình này? Ở đây là cô ấy đã làm 36 cái bánh. Được chưa? Cô ấy đã làm 36 cái rồi. Cô ấy đã làm rồi. Nhưng bây giờ cô ấy có 15 người bạn mà cô muốn mỗi người 3 cái bánh. 15 người bạn mỗi người 3 cái. Vậy có phải là tổng cộng là phải 45 cái bánh không? Yes, 45 cái bánh. Nhưng mà bây giờ cô ấy đã làm 36 rồi. Vậy làm thêm bao nhiêu nữa thì có phải sử dụng phép trừ chưa? Ok chưa nào? Rồi, vậy phương trình, yes, phương trình của mình chính là như thế các bạn ơi. Đây. Rồi bây giờ ta sẽ giải quyết dễ dàng. 45 trừ 36, vậy là cô ấy sẽ còn phải làm thêm mấy cái nữa? Mấy nhỉ? 9 đúng không? Yes. Rồi hiểu vấn đề chưa? Đó, 15 người bạn, mỗi người 3 cái bánh. Vậy phải tổng cộng là cô ấy phải có 45 cái bánh. Cô ấy phải có 45 cái bánh. Được chưa? Nhưng cô ấy mới chỉ làm có 12 x 3, tức là mới làm có 36 thôi. Mới làm có 36 thôi. Vậy thì sẽ phải làm thêm bao nhiêu? Thì ta sẽ sử dụng phép trừ. Đúng là để tìm ra cái số mà phải làm thêm, cái số chân lật. Ok, rồi sửa bài. Sửa bài nhá, đây nhá các bạn. Đây. Ok, rồi tiếp nào. Rồi, bây giờ học bài mới. Sẵn sàng nha, sẵn sàng để học bài mới nha. Cô clear mẹ nha các bạn. Rồi bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về phương trình tiếp tục. Nhưng cái phương trình cũng học được bài mới, cô nãy giờ toàn chữ bài không ạ? Yes, không, ngày nào cũng vậy mà con, cũng sẽ còn mất thời gian, chúng ta phải sửa một chữ và sửa bài để chúng ta nắm bài, sau đó chúng ta mới học bài mới. Không vấn đề gì hết, ngày nào cũng sẽ phải như thế nha. Rồi bây giờ cũng vẫn là phương trình. Nhưng phương trình hôm nay của chúng ta có gì khác các bạn chú ý nha. Cũng vẫn là phương trình nhưng phương trình hôm nay của chúng ta có cái gì khác. Nhìn đây. Cô có một cái hộp bút chì màu. Một cái hình vẽ, bây giờ trước hết của nó có hình vẽ đi. Thế các bạn thấy hình vẽ này ở bên ngoài này, ở bên ngoài này. Nó có hai cái cây bút chì. Đúng không? Đây, bên ngoài nó có hai cây bút chì. That's it. Rồi. Và bên trong hộp nó có bao nhiêu cây bút chì đây? Mình biết không? Không. Cô không biết trong hộp có nhiều cây bút chì hết trơn á. Cô không đếm được. Thực ra nó vẽ như là tượng trưng thôi, đúng không? Mình không biết được cái số lượng chính xác bên trong cái hộp bút chì này còn bao nhiêu cây. Bởi vì cô không biết được chính xác nên cô không thể sử dụng một con số cụ thể để cô miêu tả. Vậy nên cô sẽ dùng một cái chữ. Cô sẽ dùng một cái chữ. Thì cái chữ này cô thích dùng chữ gì cũng được hết á. Bây giờ đây cô dùng cái chữ N. Được chưa các bạn? Cô dùng cái chữ N ha. Và cái chữ N này bạn không thích thì bạn dùng. Bạn không thích thì bạn dùng chữ X. Đúng rồi đó. Đó. Nó giống vậy đó, chính xác. Các bạn đang hiểu cái cấu tạo để làm nên đó. Rồi vậy thì cái này, cái chữ N này người ta gọi là variable, có nghĩa là những cái giá trị mà có thể thay đổi. Tức là mình không biết là bao nhiêu mà cái giá trị này nó có thể thay đổi. Và ta sẽ sử dụng bằng những cái chữ cái để đại diện cho nó. Là gì vậy cô? Hả? Cái số 2 á mình sẽ gọi là gì? Cái symbol hả? Cái symbol đúng không? Yeah, cái symbol là những cái biểu tượng. Cái số 2 là tụi em cô điền ở dưới kia kìa. À rồi từ từ nghe. Thì nó là ý là nó là ở bên ngoài mình thấy hai cây bút chì đúng không? Mình thấy hai cây bút chì màu thì mình sẽ thể hiện nó bằng con số 2. Đúng không? Còn số bút chì ở bên trong hộp mình không biết thì mình đại diện nó bằng cái chữ N. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vậy muốn tìm tổng số cây bút chì. Muốn tìm tổng số cây bút chì. Thì ta sẽ sử dụng phương trình như thế nào? Tổng số cây bút chì mà hiện đang có. Thì ở đây muốn tìm tổng số cây bút chì có phải là các bạn sẽ lấy N cộng 2 không? Đúng chưa? Hai cây bút chì bên ngoài và N cây bút chì trong hộp. Mình đâu biết đâu, mình đâu biết bao nhiêu thì mình ghi N. Và N cộng 2 chính là phương trình. Đó nè, phương trình mà mình dùng để mình tìm cái tổng số cây bút chì.
Đúng chưa? Chính là phương trình. Thế cái phương trình này nó khác cái phương trình, nó khác cái phương trình lúc nãy mà mình làm bài tập á, đúng không? Nó khác cái phương trình đó là nó có phương trình gì? Phương trình chứa cái gì trong cái này? Nó có chứa những cái giá trị mà có thể thay đổi, đúng không? Nó chứa những cái variable, nó chứa những cái letter hoặc là những cái symbols. Được chưa nào? Vậy thì cái phương trình này nó khác ha, và người ta gọi cái phương trình này là những cái phương trình đại số. Được chưa? Là những cái phương trình đại số. Và các bạn có thể tính được giá trị của phương trình này không? Tính được giá trị của phương trình này nếu như ta biết n, đúng không? Thế nếu ví dụ như cô cho n là 3 thì mình có thể tính được giá trị không? À, mình thế n bằng 3 vào. Được chưa các bạn? Rồi vậy thì cái này cô nhắc lại, nó là phương trình chứa những cái chữ, đúng không? Phương trình chứa chữ, à, người ta gọi chính xác cái tên nó là những cái phương trình đại số. Rồi và bạn nhìn này, trong một cái phương trình đại số như thế này nó sẽ có một cái variable, đó là một cái số có thể thay đổi, người ta gọi là một cái biến số đấy. Rồi có một cái phép tính, một cái phép tính và có một con số. Ok chưa? Đó là cấu tạo của một phương trình đại số, nhớ nha. Rồi nó khác với phương trình bình thường nha. Phương trình từ nãy giờ mà các bạn làm là nó có số và phép tính thôi. Còn trong cái phương trình đại số này thì ta sẽ thấy là nó sẽ có thêm những cái biến số, những cái variable. Rồi, và phép tính và một con số. Được chưa? Và ta tính được giá trị của cái phương trình này nếu như người ta cho mình n là bao nhiêu thì mình sẽ tính được. Đúng chưa? Rồi, đây, ví dụ. Ví dụ này, nếu trong cái bao câu số 2 này cái phương trình của mình là, phương trình đại số của mình là z cộng 5. Vậy nếu bây giờ nó cho z bằng 9, vậy mình có tính được cái phương trình, cái giá trị của cái phương trình này không? Yes, ta chỉ việc thế vào thôi. Yes này, ta thế vào đây là 9. 9 cộng với 5. Ok chưa? Rồi, dễ đúng không nào? Tiếp tục cho cô câu số 3. Câu số 3 tiếp tục cho cô nào. Bạn câu số 3, bạn nào đây? Bạn Minh Đức cho cô câu số 3 nào. Cô cái cái chỗ giờ cái gì trừ mà nó không có số đó cô. Đúng rồi, nó không có số. Nó là những phương trình đại số mà nó thậm chí là nó có thể sử dụng hai cái biến số. Nhưng mà nó cho mình giá trị ở trên rồi kìa con. Con nhìn cái giá trị trên dạ, dạ, cô. Dạ. Cô là bằng 5 cô. À, con sẽ lấy bao nhiêu phép tính là gì? Cô là 9 trừ 4. Đúng rồi. Đó, nó cho mình đây, nó cho mình giá trị trên này. Và mình thì vì sẽ thế vào mà mình tìm thôi. Ok, tiếp tục nào, câu số 5. Câu số 5, bạn Linh ơi. Cô vẽ cái 4M này là mình sẽ ghép. Rồi, bây giờ bạn Linh đúng không? Bạn Linh trả lời cho cô chưa nhỉ? Rồi, bạn Bảo An hỏi cái này thì cô cũng giải thích luôn cho cả lớp. Khi người ta viết 4M có nghĩa là gì? Khi người ta viết 4M có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là 4 nhân M các bạn nhé. À, thế thì cái phép nhân này, người ta có thể lược bỏ nó đi, người ta viết 4M thì mình sẽ hiểu nó là phép nhân. Được chưa các bạn? Ví dụ người ta viết 3M có nghĩa là 3 nhân M, 4M có nghĩa là 4 nhân M. Được chưa nào? Rồi, bạn Linh giúp cô tính giá trị của cái biểu thức này xem. Giá trị của cái phương trình này là gì? Bây giờ mình thế số trước đi. Rồi Linh ơi, cô mới nói 4M chính là 4 nhân M. Vậy bây giờ M để bài cho là mấy? Là 4 ạ. Đúng rồi. Vậy đề bài cho M là 4. Vậy 4M có nghĩa là 4 nhân M. Vậy có nghĩa là 4 nhân 4 ạ. Đúng rồi. Và trừ 2. Được chưa? Rồi tính giá trị cho cô thôi. Dạ là vào 14 ạ. Chính xác rồi. Được chưa Linh? Ok, cảm ơn Linh.
Rồi các bạn hiểu chưa nào? Đó, vậy thì phương trình đại số chứa những cái biến số, và nếu như người ta cho cái giá trị của những cái biến số đó thì mình có thể tính được cái giá trị của cái phương trình. Được chưa? Ok, bây giờ câu số 7. Rồi. Dịch sơ sơ thôi. Rồi, người ta cho mình cái phương trình ở đây là 20-4b. À, có nghĩa là cái ở đây cái phương trình này diễn tả cái số tiền mà sau khi mà Malina mua bốn cái gì này? Cái favor party, bốn cái favor party. Sau khi cô ta mua bốn cái favor party và cô ta trả $20 thì cô ta còn lại bao nhiêu? Với cái B đô la này, B này là đại diện cho số tiền của mỗi cái. Giống như ở đây mình hiểu cái favor này là một cái, không quên mất nghĩa của cái từ favor này rồi. Ok. Một cái gì đó. Bây giờ $4 cho một cái favor đấy. Rồi, vậy thì bây giờ tìm cái số tiền mà còn lại. Nếu như mà mỗi cái favor đó có giá là $3, có nghĩa là B này là 3. Được chưa? Đó. Bởi vì ở đây người ta nói là B đô la cho mỗi cái. Vậy thì bây giờ nếu mỗi cái là $3, được chưa nào? Đó, các bạn đọc để các bạn hiểu nha. Các bạn chú ý nha, bởi vì khi về nhà các bạn sẽ có những cái bài tương tự như thế này. Rồi, vậy thì tính như thế nào? Dễ không? Thế vào rồi tính cho cô nào? Bạn Tuấn Anh. Cô mời con cô. Cô ơi, con ơi, lớp tới mười mấy người lận các bạn. Các bạn phải thông cảm, cô phải gọi lần lượt các bạn chứ. Rồi, Tuấn Anh ơi. Dạ. Tuấn Anh chưa trả lời. Cô gọi Tuấn Anh chứ không gọi Bảo An đâu mà dạ. Đâu, con nghe từ An đằng sau là con tập cô ạ con. Dạ. Rồi. Rồi, ok. Làm cho cô câu này nào. Cô số 7 hả cô? Đúng. Dạ. Rồi nãy giờ ông biết ông có nghe tôi nói gì không? Ông tắt mất. À, nếu ông mở camera rõ ràng. Rồi nãy giờ nghe cô giảng gì không? Rồi bây giờ thế số tính cho cô thôi. Lấy 20 trừ đi 12 dễ mà. Rồi bây giờ nhá, cô nhắc lại này, ở đây người ta nói là B đô la cho mỗi cái favor mà bạn ấy mua. Mà bây giờ người ta nói là mỗi cái favor này là giá $3, thì ta thế cái $3 này vào đây thôi. Cái phương trình người ta cho sẵn rồi. $20 là tổng cái số tiền mà bạn ấy đưa này. Bạn ấy mua 4 cái và mỗi cái chiếm $3. Vậy thì bạn ấy sẽ còn lại bao nhiêu? Bạn ấy trừ đi là ra thôi. Dạ, đúng không? Còn 8. Ok, rồi. Bây giờ đó ta chỉ cần thế cái B này vào đây thôi. B ở đây là 3. Thì là 4B có nghĩa là 4 x 3. Cô nhắc lại nhé, khi nó không sử dụng cái dấu, có nghĩa là nó là cái phép nhân giữa số và biến số. Được chưa? Rồi. Tiếp. Câu 45 chọn cho cô một đáp án nhanh nha. Nhanh. Câu 45 chọn cho một đáp án đi. Ở đây là đường kính và bán kính. Rồi ở đây. Ha, cái này gọi là bán kính của một cái hình tròn. Ở đây là đường kính. Cái này là gọi là đường kính của một cái hình tròn. Và người ta cho biết là gì? Đường kính. Mối quan hệ giữa đường kính và bán kính đó là gì? Mối quan hệ giữa đường kính và bán kính đó là gì? 2R. Cái này, cái bán kính gọi là R. Ha, người ta nói này. Bán kính là gọi là R. Được chưa? Là R. Vậy thì mối quan hệ giữa đường kính và bán kính đó là đường kính
bằng 2 lần R. Vậy thì đường kính sẽ có giá trị là bao nhiêu? Bạn nào làm cho cô nào con này nào? Bạn nào? Rồi, Ý Nhi. Dạ là câu D cô. Câu D đúng không nào? Vì sao nhỉ? Vì bánh đường kính gấp đôi bán kính thì đường bán kính nó là 12 cm. Thì mình nhân 2 lên. Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn Ý Nhi. Đây, 2R chính là 2 nhân R. Được chưa? Mà R như cô nói nè, nó là bán kính và ở đây nó cho giá trị là 12. Vậy thì ta sẽ thế vào 2 nhân 12 và ra kết quả 24. Ok chưa? Rồi, tiếp tục 46 nè. 46 các bạn ơi. Câu 46. Ủa, sao cô bị che mất cái chỗ này rồi. Sorry, bị che mất cái đáp án thôi. Bỏ cái đáp án cái câu 346 nha các bạn. Cô bị chụp hình ảnh màn hình cô để che mất rồi. Câu 47 các bạn ơi. Câu 47. Rồi, tính thôi, đúng không nào? Rồi, cô mời bạn Ngọc Ánh nào. Dạ, cô. Rồi, tính cho cô giá trị câu này đi. S, nếu S bằng 7 thì giá trị của cái S nhân 8 nhân S cộng 6 là? Dạ, là câu C ạ. Câu C, chắc rồi. Dạ, chắc ạ. Rồi, ok, chính xác. Câu cuối cùng 48 nào. Mời bạn bạn Minh Khang ơi, cô làm câu 48 cho cô xem. Nếu m là 11 thì giá trị của 5m 9 là nhiêu Minh Khang? Nhanh. Nếu cô là bằng 5. Bao nhiêu? Nào, 5M có nghĩa là 5 nhân M. Được chưa Khang? 5 nhân M. Vậy là M là 11. Vậy là 5 nhân 11 thì sẽ bằng 46 ạ. Ok, rồi. Cảm ơn. Rồi các bạn, đánh dấu bài tập về nhà các bạn ơi. Đánh dấu bài tập về nhà. Bài tập về nhà trang 36 các bạn đánh dấu giùm cô. Rồi, các bạn ơi mở camera nha. Không thấy các camera là tắt hết trơn rồi. Không thấy cô mở camera các bạn cũng tắt luôn rồi. Giờ tôi mở mà ai không mở là tôi. Cô mời chị. Chỉ dùng Khan Academy thôi chứ còn không dùng cái sách đó thì hiện tại rồi, hôm bữa thầy Vương có gửi link cho ba mẹ để ba mẹ download về trên máy á, nhưng con nhắc ba mẹ là lấy cái link của thầy Vương để download sách rồi. không cần in ha, nếu mình không có máy in hoặc là mình giờ không ra ngoài được thì mình chỉ cần download về xong mình nhìn trên đó rồi mình làm ra vở thôi, hiểu không? À, giống như sách giáo khoa mình nhìn lên đó rồi mình làm ra vở thôi. Rồi, được chưa các bạn? Tiếp giùm cô. Câu 28 ở trang 36. Nhá. Bạn nào mà hiện tại chưa có sách info gì đó thì các bạn đánh dấu số bài và số bạn ghi lại thôi, bạn ghi ví dụ như ghi số bài số 28 trang 36 là được. Được chưa? Rồi, đây là dưới bài 13, 16, 18, 23, 25, trang 36. Được chưa? Rồi, tiếp đây nữa các bạn. Trang 37. Trang 37, bài 34, 35, 37, 38. Bài 4, 35, 37, 38. Ok. Rồi, xong chưa? Đánh dấu xong chưa? Cô nhắc lại nha. Đánh dấu bài tập và về nhà cố gắng làm bài. Khi cô sửa bài,
Bạn nào mà làm bài tập về nhà rồi tốt rồi, cô cũng sẽ đánh giá lại để cô gửi về báo cáo thì cho ba mẹ các bạn. Nên bạn nào không làm bài là coi chừng bị nhắc nhở nha. Ba mẹ sẽ ôi nhắc cô, nhở các bạn. Nhanh các bạn cũng ơi nghe. Cô đọc lại cái bài với cái trang cô. Rồi bây giờ đánh dấu xong trang này chưa? Rồi chưa? Cô bắt cô đọc lại cái trang đó. Đây nè con nhìn lên đây rồi con ghi ấy. Nè ghi nhanh thôi. Số 13, 10, 13, 16, 18, 23, 25, trang 36. Nó con ghi cái con số thôi chứ không phải ghi cái đề. Nha, cô không có thời gian để chờ các bạn ghi đề đâu. Nhắc từ bữa trước đến đây rồi. Rồi chưa? Nhanh tay. Tiếp 28, trang 36. Tiếp. Cô từ từ con sẽ kịp ghi lại. Trời ơi, từ nãy giờ tôi bắt 3 lần rồi đó, nãy giờ bắt 3 lần rồi nha mấy người ơi, mấy người đẹp ơi. Ờ được rồi con. Cái đoạn này con ghi xong rồi, cái đoạn lúc nãy con chưa kịp ghi. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi, tiếp tục bài này các bạn. Sang một kiến thức nữa nha, chú ý tập trung. Rồi kiến thức tiếp theo các bạn sẽ học với cái bài toán này. Một cái máy làm bánh cookie sản xuất ra được 100 cái bánh, 100 cái cookie nếu như sử dụng 1 kg bột. Vậy người ta sẽ hỏi là hỏi có bao nhiêu cái bánh được làm ra nếu như sử dụng 2 kg bột, 3 kg bột. Ok. Rồi. Đây, ví dụ như là một cái máy làm bánh. Ví dụ thôi ha. Ví dụ đây là một cái máy làm bánh. Rồi bây giờ người ta cho vào 1 kg bột. Người ta cho vào cái đầu bên này, in là cái đầu cho vào. Ok. Và cứ cho vào 1 kg bột thì nó sẽ làm ra 100 cái bánh cookie. Hiểu vấn đề chưa? Đó, đó là cái máy làm bánh. Cứ cho vào 1 kg là ra được 100 cái bánh cookie. Vậy bây giờ làm 2 kg bột hoặc 3 kg bột thì sẽ ra được bao nhiêu cái bánh? 2 kg thì sẽ được 200 cái và 3 kg sẽ được 300 cái bánh. Rồi, cảm ơn Bảo An. Thế thì ở đây bạn Bảo An vừa mới giúp mình xong. Thế là make a table. Đó là một cái nếu như số bột là 1, các bạn nhìn vào các bảng ha, nếu như số bột là 1 kg thì ra được 100 cái bánh. Vậy 2 kg thì 200 và 3 kg là 300. Vậy làm sao bạn ra được con số đấy? Bạn làm phép tính gì mà bạn ra được 200 với 300? Bạn làm phép tính gì vậy? Đó, vô. Dạ, chỉ cần thay đổi số đầu tiên, chữ số đầu tiên rồi à cô. Con phải nói phép tính cho cô chứ cơ. Phép tính là gì thì con sẽ ra được 200 với 300. 1 kg bột là 100 cái bánh, vậy 2 kg bột bao nhiêu cái bánh? Con làm phép tính như thế nào con ra được? Dạ là 100 nhân đôi 2. Yes, và tương tự với 3 kg thì sẽ là dạ nhân 3. Đúng rồi. Này. Đúng chưa? 100 nhân 2 thì sẽ ra được 200 cái bánh. Và nếu 3 kg bột đưa vào thì là 100 nhân 3. Vậy thì các bạn nhận thấy một cái điều đó là gì? Các bạn nhận thấy là điều gì? Một, nếu như cô gọi cái số ký bột á là k, giống như lúc nãy cô variable, cô đặt cái ký hiệu, cô đặt cái letter là k biểu diễn cho cái số ký bột. Vậy thì các bạn sẽ nhận thấy là để tìm được cái số cái bánh là ta sẽ lấy 100 nhân k, đúng không? Có đúng là 100 nhân k không? Ví dụ như giờ cô bảo muốn cho vào 30 kg bột thì bao nhiêu cái bánh? Thì bạn chỉ cần lấy 100 nhân 30, đúng không? Vậy thì có phải là 100 nhân k, và k ở đây chính là cái số kg bột. Cái số kg bột và nó có thể thay đổi. Vậy nên cô mới dùng cái chữ k để đại diện cho cái số kg bột. Giờ 100 nhân k. Vậy thì ở đây cái số bột, cái số lượng bột mà mình đưa vào
mình gọi là input. Được chưa? Cái số bánh mà mình nhận được gọi là output. Được chưa? Tức là mình đưa vào thì là input, mà mình cho ra được cái gì thì là output. Và giữa cái input và cái output này, bạn nhận thấy là nó có một cái mối quan hệ, đúng không? Một cái mối quan hệ. Và cái mối quan hệ đó thể thể hiện qua một cái rule, đúng không nào? Và cái function rule có nghĩa là cái luật của hàm số. Thì người ta gọi cái việc mà ta lập nguyên một cái bảng như thế này á, người ta gọi là function table, nó nghĩa là bảng hàm số. Và ở cái lớp này, ở cái lớp mà các bạn đang học này, các bạn sẽ thể hiện hàm số dưới dạng bảng. Rồi sau đó lớn lên các bạn sẽ học cách thể hiện hàm số dưới cái dạng khác nữa. Nhớ nha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chỉ học về chấm dứt ở cái việc thể hiện hàm số qua một cái bảng. Thì các bạn nhớ ha, hàm số thì nó phải có một cái input và một cái output, và nó có một cái rule, tức là thể hiện cái mối quan hệ giữa cái input và cái output là cái gì đó. Được chưa nào? Cái rule cô đã cho nằm ở giữa. Bây giờ các bạn nhận được chưa? Thế thì đây là cái bảng hàm số. Thì các bạn, khi các bạn làm quen với cái bảng hàm số này rồi, thì cái việc quan trọng đó là bạn tìm ra cái function rule, đúng không? Bạn tìm ra cái function rule thì bạn sẽ tính được những cái giá trị của output hoặc input ngược lại, tùy vào cái đề bài nó hỏi. Được chưa? Rồi, ví dụ làm bài tập này. Đây, ví dụ bài tập đầu tiên. Nó mới hỏi mình là bây giờ nó cho cái input là 0, 2 và 4. Input nó sử dụng cái ký, cái variable là x. Và cái rule ở đây là x cộng 3. Vậy thì cái output mà nó có được ở đây là gì? Vậy thì bạn nào giúp cô tìm cái rule trước đi. Cái rule ở đây là gì? Đây nó yêu cầu mình viết cái rule này. Nó cho mình cái rule là x cộng 3, chỉ còn giá trị thôi. Đó, rồi. Nào giúp cô, bạn Hà Phương. Dạ. Hà Phương. Rồi. Ở đây mình sẽ viết là gì? Dạ, thưa cô là... Là 3. Không là cộng 3. Mình viết cái rule không cộng 3. Đúng không? Rồi tới đây là gì? Cô là 2 cộng 3. Tương tự. Cô là 4 cộng 3. Rồi, vậy thì cái output ở đây sẽ là? Không. Gì? 0 cộng 3 mà. 0 cộng 3 ra 0 hả? 3. 3. Mấy? Tiếp. 5. Ok, rồi, được chưa các bạn? Tiếp tục bây giờ với cái bài dưới này là nó tìm cái rule, được chưa? Tìm cái quy luật của cái bảng function table này, của cái bảng hàm số này. Tức là bây giờ nó cho input, nó cho output, nó yêu cầu mình tìm rule. Rồi, bạn nhìn nhanh, bạn nhìn nhanh và cho cô biết cái rule của cái này là gì. Nhân 2. Nào, ai cho cô câu trả lời nào? Bạn bạn nào đây? Bạn bạn Ngọc Ánh đâu? Cho cô câu trả lời xem cái rule ở đây là gì Ngọc Ánh? Là như con nhìn từ input ra output, từ input ra output thì con thấy cái số lượng nó như thế nào? Ví dụ từ 3. Đúng rồi, tăng lên 2 lần đúng không? Vậy thì cái rule của mình là gì? Dạ là 3 nhân 2 ạ. 3 nhân 2 hoặc 6 nhân 2 nó là thể hiện bằng những con số rồi. Khi người ta muốn bạn tìm một cái rule thì bạn sẽ thử sử dụng bằng cái
bằng cái mà nãy mình mới học á, cái gì gọi là cái gì, phương trình đại số, giống vậy nè. Đó, giống như lúc nãy cô thể hiện cho các bạn 100k, các bạn nhớ không? Bây giờ các bạn cũng sẽ thể hiện bằng bằng cái phương trình đại số như vậy thì sẽ là gì nhỉ? Yeah. Nếu input là x thì sẽ là nhân 2 ạ. À, vậy thì sẽ là 2x, đúng không? Hoặc mình hiểu là 2 nhân x đó. À, phải viết vậy mới được, chứ viết vậy tưởng chữ nhân. Được chưa các bạn? Đó, đó chính là cái rule mà mình cần tìm. Thì cái rule ở đây bạn phải nói là 2x, hoặc mình hiểu là 2 nhân x. Có nghĩa là cứ lấy cái input này nhân 2 là ra. Cứ lấy input nhân 2 là ra cái output. Được chưa? Và nhớ khi cô hỏi rule là mình phải sử dụng bằng cái phương trình đại số. Ok. Câu này nào. Câu này thì nó thể nó viết bằng lời và các bạn đọc hiểu để các bạn viết thành phân tìm cái function rule. Đấy, các bạn thấy cái function rule nó quan trọng mà. Các bạn tìm được cái function rule thì các bạn sẽ tìm được cái output và cái input thôi. Ok. Cái câu này ai làm dùng cô nào? Ai làm câu này? Ai làm câu này? Một người, hai người, cô muốn cánh tay khác nào? Tuấn Năng được không? Rồi thôi, vô vô đi. Dạ. Cái function rule này là một bao là 3 đô. Là con viết như thế nào? Dạ là bây giờ con variable, tức là con tự quyết định cho cô một cái ký hiệu. Một cái ký hiệu để làm cái vật. Sorry các bạn. Tìm một cái ký hiệu để mình đặt nó là cái input. Dạ. A nhân con, 3. Con muốn lấy số A. À, con muốn lấy A, đúng không? A dạ. Là thể hiện cái số tiền. Dạ. Hay là cái số gì? Số pound, đúng rồi, chính xác. Và bây giờ cứ 3 đô một pound, vậy là 3A, đúng không? Yes, yeah. Hoặc là mình hiểu là 3 nhân A. Ơi, cảm ơn bạn. Đấy, ok chưa? Ok chưa cả lớp? Rồi. Câu này. Câu 3, câu 26. Chọn cho cô một đáp án. Its value in term of e value in term of x values. Rồi, vậy thì cái expression các bạn thấy không? Which expression chính là cái rule đó, cái phương trình, cái function rule đó. Được chưa nào? Rồi, nhìn cái x và cái e, x chính là cái input và e chính là cái output. Được chưa nào? Mình nhìn input và cái output để mình tìm ra cái rule. Rồi, ai? Bảo An hả? Dạ cho cô là con chọn câu A. Câu A. Bảo. Chắc chưa? Bảo. Chắc chưa? Chắc rồi cô. Chắc rồi, bây giờ thử nha. Cô và các bạn cùng kiểm tra. Ví dụ như cô lấy con số 4 này đi. Cô ví dụ cô lấy con số 4, cô đặt vào đây rồi. Vậy là 2 x 4 là 8, cộng 3 là 11. Yes, thử thêm số nó cho chắc ăn. Con số 6 này rồi. Rồi đặt 6 vào đây. 6 x 2 là 12, cộng 3 là 15. Exactly. Right. Good. Câu 27 nào. Con là đúng là đúng với chân. Nào, câu 27 mời. Câu 27 mời. Các bạn khác ơi, tích cực lên. Cô thấy trong lớp có rất nhiều bạn tích cực đó. Nhưng những bạn khác chưa tích cực lắm. Các bạn hiểu nhưng các bạn chưa tích cực. Sắp xong rồi, nhanh. Các bạn hiểu bài thì các bạn cần phải tích cực hơn nữa nhá. Rồi, Nhật Minh. Bảy. Hả? Cái gì? Nhầm câu nói to lên. Câu 27. Đúng rồi. Can school farm make a profit
là một cái trường, một cái đặc khóa của trường. Trời, ok, con không cần dịch đâu, con chọn đáp án cho cô được rồi. Năm nhân n ha. Bởi vì sao người ta nói là 5 đô cho một cái sweatshirt. Vậy thì bây giờ n cái sweatshirt thì bao nhiêu? Đấy, n nhân 5, được chưa nào? Rồi. Thank you. Rồi đánh dấu bài về nhà thôi, đánh dấu bài về nhà thôi. Trang 3, à trang 41 các bạn nhá. Trang 41, bài tập 8, 10, 13 và 14. Đánh dấu bài tập về nhà. Trang 41, bài 8, 10, 13 và 14. Được chưa? Tiếp nha. Tiếp nào. 8, 10, 13, 14 nha. Rồi. 16, 17, 18. Trang 42. Được chưa? 16, 17, 18, trang 42. Tiếp luôn. Hết rồi. Ok, thank you các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi học này rất là tốt ha. Nếu mà còn cái gì mà còn thắc mắc các thứ thì các bạn cứ bữa tối các bạn hỏi cũng được. Yes, bữa tối các bạn hỏi cũng được. Hoặc các bạn có gì các bạn có thể hỏi thầy Vương hoặc cô Thảo bằng cách là liên lạc với ba mẹ các bạn ha. Ok, còn không thì bữa tối gặp cô các bạn hỏi cũng được. Giờ nào rồi, say goodbye cả lớp. Cảm ơn các bạn. Nhớ chưa cô? Rồi, ok. Con chào cô. Con chào cô. Con chào cô. Ok. Bye bye.